Facebook là diễn đàn nơi hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới giao lưu và chia sẻ cảm nghĩ. Đôi khi, họ đăng những nội dung gây bức xúc hoặc thiếu tế nhị. Một số nội dung trong đó có thể khiến người khác thấy bất an, như ức hiếp, cổ suý sự thù ghét hay bạo lực. Đó là lý do chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu để xác định những nội dung và người dùng nào cần loại trừ. Để xây dựng các tiêu chuẩn này, chúng tôi tham khảo ý kiến từ các nhà khoa học, các tổ chức nhân quyền và người dùng Facebook thường ngày trên khắp thế giới. Việc áp dụng những tiêu chuẩn này vào thực tiễn đòi hỏi sự kết hợp của công nghệ và năng lực con người. Các hệ thống chúng tôi ngăn chặn rất nhiều thứ như thư giác và nội dung khiêu dâm ngay từ trước khi đa số mọi người thấy chúng. Nhưng chúng tôi cũng khuyến khích cộng đồng bí mật thông báo những nội dung mà họ cho là vi phạm các tiêu chuẩn của chúng tôi. Mỗi tuần, chúng tôi nhận hàng triệu thông báo như thế. Hệ thống tự động giúp chúng tôi ưu tiên những nội dung nào cần đội ngũ Facebook xem xét. Họ làm việc 24/7 trên hơn 40 ngôn ngữ trên khắp toàn cầu. Nhiệm vụ của họ là xem xét cẩn thận các báo cáo dựa theo các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Sau khi kiểm tra vấn đề về mặt ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa, họ sẽ đi đến quyết định. Thường là trong vòng 24 giờ, nhưng vấn đề về an toàn khẩn cấp được ưu tiên trước. Với quy trình này, các nội dung đang vi phạm sẽ được gỡ bỏ thường xuyên. Chúng tôi cũng không ngừng cải thiện để giúp bạn kiểm soát hiệu quả hơn những nội dung bạn thấy. Nhờ vậy, Facebook trở nên an toàn và thân thiện hơn đối với mọi người. Tìm hiểu thêm tại facebook.com/communitystandards.